Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa, khi chúng con sống trong mùa vọng, chúng con nhớ đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Khi chúng con đến với hang đá thì chúng con nhìn thấy Chúa Thánh Thần ở đó. Hang đá nào cũng có Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha đưa tay ra tặng cho nhân loại người con của mình là Đức Giêsu bé bé. Nhưng chúng con cũng thấy Thánh Thần ở đấy. Không có Thánh Thần thì làm sao mà Con Thiên Chúa làm người được? Và chúng con nhìn thấy Thánh Thần ở nơi Đức Giêsu. Chúng con cũng nhìn thấy Thánh Thần ở nơi Đức Maria nữa. Chính Thánh Thần, quyền năng của Ngài đến nơi Đức Maria để Đức Maria sinh ra Con Thiên Chúa. Giây phút này chúng con cũng xin Thánh Thần đến với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đi vào cuộc sống của chúng con, tác động vào nơi con người của chúng con như đã tác động nơi con người của Đức Trinh Nữ Maria. Và ước gì chúng con cũng sinh được Đức Giêsu ra cho thế giới hôm nay. Ước gì chúng con cũng cưu mang Đức Giêsu ở trong cuộc đời của chúng con và để cho Ngài lớn lên từng ngày. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên thần. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Xin mời ngồi. Vâng, như vậy hôm nay anh chị em, khi ở trong Chủ nhật thứ tư mùa vọng, chúng ta được nghe một đoạn sách trong tin mừng Thánh Matthew. Và đoạn sách phúc âm hôm nay nằm ở ngay phần đầu. Tôi muốn hỏi anh chị em có thấy cái gì ngộ nghĩnh
khi anh chị em đọc câu này không? Này nhé, thí dụ tôi mời anh chị em lấy Phúc Âm Thánh Matthew để anh chị em có thấy điều đặc biệt không? Thí dụ như tôi mời anh chị em đọc câu tổ tiên của Đức Giêsu đấy, đấy thí dụ bây giờ đọc câu 15 chẳng hạn, đấy anh chị em thấy câu 15 chưa? Đấy, câu 15 thí dụ ở đây Thánh Matthew viết là Elihud sinh Elijah, Elijah sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, đồng ý nhé. Rồi câu bắt đầu quan trọng nè, câu 16 nè, Jacob sinh Giuse, đồng ý nhé. Và lẽ ra thì chúng ta đang chờ câu gì? Giuse sinh Giêsu, đúng không nào? Đấy, thế. Và như thế anh chị em thấy là Thánh Matthew rất khéo để cho chúng ta biết rằng việc Đức Giêsu mà là con Thánh Giuse thì đây là điều khác thường. Và như thế có một cái khúc gãy ở trong cái dòng này. Và Đức Giêsu không phải là con như những ông trước đều là con, ông này sinh ra ông kia, còn ở đây không. Mà anh chị em thấy Matthew viết câu này rất là tinh tế, anh chị em thì nhìn coi nè, Jacob sinh Giuse mà không để Giuse sinh Giêsu, mà nói thì phải Giuse chồng của bà Maria. Đấy, chồng của bà Maria ở đây dịch là bà là mẹ Đức Giêsu, hay đúng hơn là từ bà thì Đức Giêsu được sinh ra, mà Đức Giêsu gọi là Đấng Kitô. Như vậy là ông Giuse là chồng của bà Maria, mà anh chị em cũng biết ngay cả chữ chồng cũng là đặc biệt đấy nhỉ, là chồng, chồng của bà Maria, và từ bà Đức Giêsu được sinh ra, từ bà Đức Giêsu được sinh ra. Thì ở đây không nói là Giuse sinh Đức Giêsu, rất là tinh tế. Như vậy anh chị em thấy rất là đặc biệt phải không? Và như vậy chúng ta trong cái tinh thần đó chúng ta mới đọc đoạn sau được. Vâng, thế thì giờ câu hỏi thứ nhất là anh chị em, thứ nhất Thánh Matthew, như anh chị em biết Thánh Matthew là một người Do Thái, và ngài đã viết cuốn Phúc Âm Thánh Matthew. Thứ nhất, ngài viết cuốn Phúc Âm Thánh Matthew này cho ai vậy? Cho người Do Thái, cho người Do Thái. Và mục đích ngài viết cuốn Thánh Phúc Âm Matthew này cho người Do Thái để chứng minh, có thể nói tạm như thế, chứng minh cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là đấng gì ạ? Đấng Messia. Bởi vì thời đấy tất cả mọi người, và từ lâu rồi cũng chẳng phải thời đấy, như anh chị em biết, từ rất lâu rồi người Do Thái đã chờ đợi Đấng Messia, chờ đợi một đấng mà họ đối với họ là phải bắt nguồn từ dòng vua nào nhỉ? Dòng vua David đấy, phải là người dòng vua, và vị đấy sẽ lên, đứng lên để, và đặc biệt trong thời Đức Giêsu người ta chờ Đấng Messia. Ở đây câu hỏi của tôi là người Do Thái, giúp người Do Thái tin Đức Giêsu là Đấng Messia, vào thời Đức Giêsu dân Do Thái coi Đấng Messia là đấng nào? Đấy, như vậy ở đây có ai, câu này là dễ nên cần có một người trả lời. Dạ thưa cha, là vào thời đó thì họ coi Đấng Messia là đấng giải phóng dân khỏi ách nô lệ như các thủ lãnh ngày xưa. Messia có nghĩa là được sức dầu, như các thủ lãnh đã được sức dầu. Vâng, tức là giải phóng khỏi ách lễ, con nói là khỏi nô lệ bởi ai vậy? Vâng, đô hộ của ai ạ? Vâng, trong trường hợp này là đô hộ của ai ạ? Của nước nào? Hiện nay Đức Giêsu đang sống thì bị đô hộ bởi nước nào vậy? Con có biết không? Roma, vâng, đế quốc Roma. Vâng, tôi cũng xin mọi người khác bổ sung, có ai thích bổ sung cái gì không? Tức là như thế Đấng Messia là đấng được sức dầu rồi, và người Do Thái chờ Đấng Messia đến để cứu dân Do Thái, phải không ạ? Để cứu dân, chính cái dân Do Thái, chứ chưa nói chuyện dân nào khác, và giải phóng họ và cho họ một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, độc lập, tự do. Có ai bổ sung thêm không ạ? Có ai thích nói thêm? Dạ vâng, có, để tôi phải thích nghe những ý mới. Thưa cha và thưa các anh chị em, Messia là đứng được, đứng thiên sai ạ? Dạ, thiên sai tức là nghĩa là gì ạ? Thiên sai nghĩa là gì? Sai tức là đứng được từ trên trời sai xuống. Được sai xuống, từ trời sai. Nhưng mà tôi hỏi anh một câu là hơi khó hơn cho anh đấy. Đấng thiên sai đối với người Do Thái, đấng ấy có phải là người thường không? Dạ, có phải là người thường như anh, như tôi đây không? Có không ạ? Thưa cha, đấng đó là cao trọng.
đến để giải phóng. Vâng, nhưng mà ta hỏi là có phải là người không ạ? Có phải là người thường như chúng ta? Là có phải là người thường như chúng ta? Nhưng mà không có tội, không có phạm tội. Ý, sao lại có không phạm tội? Anh thêm không phạm tội. Chị Hòa có ý kiến gì không? Vâng, để chị xem. Tức là nhưng mà câu đầu của anh trả lời là được đúng đấy. Tức là đấng, anh nói là đấng Messia là một người như chúng ta. Câu đấy là quan trọng lắm ấy. Đúng như thế. Vâng. Thưa con nghĩ là không phải người thường. Không phải người thường. Là theo quan niệm của người Do Thái. Thì người, thế là người gì ạ? Vâng. Con không nói được hiểu nhưng mà cha nói. Tôi vâng. Vâng, thế tức là có phải là người thường, tức là một người được, ví dụ như ông đây, tức là ông được Chúa chọn làm đấng Messia đem ra sức dầu đấy, tức là trước đây thì ông chưa được sức dầu, bây giờ Chúa sức dầu, Chúa ban ơn, thế là ông ấy đứng lên, ông ấy khởi nghĩa, ông ấy giải phóng, ông ấy là làm những điều tốt lành đấy. Ý tôi muốn hỏi là ông có phải là một người thường rồi Chúa chọn, Chúa ban ơn rồi như thế không? Đấy, câu hỏi này hay đấy chưa nhỉ. Vâng, mời chị ông anh ạ. Vâng. Dạ thưa cha, con nghĩ theo người Do Thái là đứng Messia, vâng, Messia là đứng mà có quyền thế về mặt chính trị, xã hội và tôn giáo, vì đã được Chúa Thánh Thần sức dầu. Vâng, thì sức dầu, vâng, thì vâng, từ nãy giờ bạn nói như thế. À, đấng ấy được sức dầu để làm vua, và vâng, đứng đó là một vị vua. Đấng ấy sẽ đến để phục hưng nền độc lập quốc gia. Đấng ấy là một đấng chiến thắng để mở rộng bờ cõi đất nước Israel về tôn giáo cũng như về chính trị, và làm cho dân Do Thái được phồn thịnh, là được sống một trở lại một thời Israel vàng son ngày xưa. Vâng, như thế là ý của chị Trác. Có đấng cứu thế đó là sẽ một đấng xuất hiện đột ngột. Xuất hiện đột ngột ạ, vâng, tức là không biết gốc gác đâu ạ. Vâng, nhưng mà bây giờ tôi xin nói thêm ý của chị là có một ý mới lúc nãy chưa thấy ai nói, là đấng được sức giàu để làm vua. Như vậy khi đấng đấy, khi làm vua thì đấng ấy có khả năng để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ thì đã đành, nhưng mà còn đưa dân tộc đến cái chỗ thịnh vượng nữa, phải không? Đấy, thì cái đấy là cái nét mới. Và ông là ông vua, thành ra một ông vua thuộc dòng David. Vâng. Nhưng mà cũng có nhiều người cứ nghĩ là đấng Messia phải là một đấng rất là đặc biệt, đấng đến mà mình không có biết rõ gốc gác ở đâu, hay là gốc gác phải ở Bethlehem. Vâng, thế chị có định nói thêm gì không ạ? Nhiều người nói từ trên trời xuống, nhưng mà thực tế là xuất thân từ dòng dõi David. Vâng. Để thiết lập quyền vương đế của Thiên Chúa, đấng Mêsa xuất hiện bằng các phép lạ. Bằng sự công chính và quyền năng, Ngài sẽ tiêu diệt kẻ thù nghịch và cai trị Israel. Vâng, tức là vua cai trị rồi thù. Và nhưng mà lúc nãy chị Trác có nói một chữ cũng quan trọng là chiến thắng ạ. Đấng Mêsia là người được Chúa sức giàu, là người có quyền năng Thiên Chúa để làm vua và đến để giải phóng, mà giải phóng thì phải thắng, nếu mà thua thì sao mà giải phóng người ta được. Đấy, giải phóng, và như thế là đấng ấy là đấng chiến thắng, và đấng ấy như thế là rất có nhiều quyền, kể cả quyền về chính trị, quyền về quân sự, và nhất là có thể đem lại ấm no. Vâng, đấy thì ở đây như vậy anh chị em thấy cái khuôn mặt của đấng Mêsia như thế đó là đặc biệt đấy, là vâng. Và như thế, và lát nữa anh chị em mới biết rằng là Đức Giê-xu, à như vậy anh chị em ở đây có ai mà thông minh để thấy rằng nếu Đức, à lúc nãy tôi hỏi mà tôi lại đang dở dang câu hỏi quan trọng mà lúc nãy chị Hòa, chị có vẻ không ưng, tức là đấng Mêsia có phải là một người thường không? Người thường tức là một người mà được Thiên Chúa chọn đó, từ trong dòng vua David này, để Chúa chọn, rồi Chúa sức giàu, rồi Chúa phong vương, rồi Chúa cho nhiều quyền năng để thắng. Có phải là người thường hay là người từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Có người thường hay người trời rơi xuống ạ? Người thường ạ, vâng, tôi cũng nghĩ là người thường. Người thường thôi ạ. Và như thế các anh chị em ơi, tôi bắt đầu nói một điều quan trọng ạ. Con người dân Do Thái mơ một đường mà Thiên Chúa từ xưa đến nay vẫn cứ oái oăm, Ngài luôn luôn cho một điều khác. Và người ta mãi mãi, con người cứ bị hững hoài thôi, bởi vì người ta cứ muốn điều này mà ra điều khác. Và người ta bị hững, người ta bị hụt hẫng, và người ta luôn luôn là bắt hụt Thiên Chúa. Thí dụ,
Và Thiên Chúa có khi lại cho người ta điều quá sức người ta mong. Người ta chỉ mong 10 mà Ngài cho 100, chứ không phải là cứ mong 10 là cho 2-3 đâu. Không phải cho điều này. Thí dụ, đây là thí dụ. Người ta mong một Mêsia mà Mêsia ấy là một người thường ở trong dòng David, rồi một người thường ấy thành công làm chiến thắng. Ở đây Thiên Chúa cho chính con của Ngài, cho chính con của Ngài, chứ không phải là một ông nào thường thường bậc trung không đấy. Thứ hai, như thế là có thể bị hẫng đấy, rất hẫng, mà người ta không có ngờ rằng người ta mong thế này mà lại được cho một điều lớn hơn rất nhiều. Thứ hai, người ta mong rằng đấng ấy, lúc nãy có một vị đã nói, anh chị em đã nói, đấng ấy đến để cứu độ người Do Thái, giải phóng người Do Thái, rồi làm dân Do Thái được phồn thịnh. Do Thái, Thiên Chúa lại nói rằng không, tôi cho mấy anh một đấng cứu độ, mà đấng cứu độ này là cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ cho các anh mà thôi. Như vậy là lớn hơn nhiều. Cái điều mà người Do Thái mơ cho mình thì Thiên Chúa ban cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ dân Do Thái. Thứ ba, người Do Thái luôn luôn mơ ước rằng, ồ, đấng ấy là đấng Mêsia, đấng ấy là đấng được Chúa sức dầu, đấng ấy là đấng toàn thắng, đánh đâu thắng đó thì mới nói đến chuyện giải phóng chứ. Còn Thiên Chúa đến để thua. Ngài muốn thắng được sức mạnh của tội lỗi. Và tôi sẽ nói thêm, kẻo tôi bị quên, là người ta Do Thái thèm cái ông dòng dõi David đến để thắng kẻ thù, thắng quân địch. Quân địch là cái anh Roma. Thiên Chúa sai con mình đến không phải để thắng các chú Roma, không, để thắng tội lỗi, thắng cái chết của tinh thần. Và như thế là khác hẳn đấy. Và nhất là Thiên Chúa, người ta Do Thái tin rằng Thiên Chúa mà cho đấng Mêsia thì đấng đấy luôn luôn thắng. Thì lúc nãy tôi vừa nói, con Thiên Chúa đến để thua thế thôi. Và chấp nhận thua thì mới bị người ta giết trên thập giá chứ, nếu thắng đời nào. Thành ra lần trước chúng ta đã học một lần rồi, khi Giê-xu ở trên thập giá thì người ta nói, ông là vua hả, ông là Mêsia gì nữa đấy. Lúc nãy anh chị em nói vua đấy, đấy là vua mới ngon. Xuống đi đó, giờ tôi đóng lên rồi, giờ anh giỏi xuống đi, thế thôi. Và chính vì thế anh chị em mới hiểu rằng là như thế là có nhiều nét đó. Anh chị em thấy không nào? Thứ nhất là không phải chỉ là đấng Mêsia cho người Do Thái. Thứ hai, không phải chỉ là một người thường. Thứ ba, không phải là giải phóng khỏi quân sự là anh Roma, không, anh thua. Thứ tư, không phải là anh chiến thắng. Anh chị em có thấy không? Thiên Chúa từ xưa đến nay vẫn vậy. Ngài cho người ta mơ ước, nhưng lúc Ngài cho thỏa mãn mơ ước, Ngài luôn luôn làm những điều quá, hoặc là quá sức người ta mơ, quá sức người ta thèm, hoặc là khác hẳn, ngược hẳn với điều người ta nghĩ. Một Mêsia chiến thắng, và như thế người ta cứ bị hẫng. Nếu anh bạn của tôi đây, anh đi mơ ước một Mêsia chiến thắng, anh gặp Giê-xu và ồ hồ, cái này không phải Mêsia rồi, cha ơi, Mêsia gì mà thua dữ vậy, xong rồi thế. Và hay là anh ấy hỏi, ồ, Mêsia phải là vua cơ, thế thì anh nhìn Đức Giê-xu và ủa, ông này thợ mộc đâu có làm vua, đâu có lính nào đâu mà vua đấy, là lập tức lật liền. Thành ra anh chị em mới thấy ngay trong câu số 1 này chỉ nhắc anh chị em rằng Thiên Chúa mãi mãi làm như thế đối với từng người chúng ta. Ngài luôn luôn gây bất ngờ cho chúng ta. Ngài mời chúng ta chờ mong điều này, và Ngài có thể đến với chúng ta bằng những con đường rất khác. Ngài thực hiện những điều kinh khủng. Chúng ta chỉ mơ là Ngài cứu độ dân Do Thái, dân Do Thái chỉ mơ cứu độ Roma, thì Ngài nói không ạ. Tôi cứu độ cả nhân loại, không phải bởi cái anh Roma đâu. Tôi cứu độ bởi một kẻ thù lớn hơn nhiều, tội lỗi và cái chết. Vâng. Thế thì anh chị em thấy rồi nhé. Còn cái câu dưới của số 1 thì nó dễ quá nên không ai nói. Anh chị em, nhưng mà câu này, vâng, cha dành cho con. Tức là có bao nhiêu từ Kitô ở trong chương 1 của Phúc Âm Thánh Matthew. Đấy, cái này là dễ quá, ai cũng có thể đếm được. Từ thứ nhất nằm câu nào? Từ thứ nhất là nằm ở câu số mấy? Dạ thưa cha, từ thứ nhất nằm ở câu số 1.
Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô. Rồi, đồng ý, tiếp tục. Một từ Kitô nó nằm ở câu số 18. Vâng. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. À, câu 18, à, câu 16 à, như vậy còn 16. Quên mất câu 16 rồi đấy nhá. Câu 16. À, thấy chưa? Lúc nãy mới đọc xong. Gia-cóp sinh Giuse. 16. Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Câu 16 chứ không phải 17. Câu 17 cũng có. Vâng, câu 17 ở cuối câu 17. Vâng, câu 17 đọc câu 17 đấy. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô. Vâng, rồi cuối cùng là câu 10. 18. Câu 18. Yes. Vâng. Đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô. Như vậy anh chị em thấy lúc nãy mình đâu có nói sai khi mình nói rằng là Thánh Matthew rất mong chứng minh cho dân Do Thái của Ngài. Ngài là Do Thái, Ngài chứng minh cho dân của Ngài biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô mà người dân Do Thái mong đợi. Vậy thôi. Đấy, và từ từ chúng ta mới thấy là có khi Ngài cũng hiểu chữ Kitô này. Có chừng Ngài cũng hiểu có khi giống như người Do Thái, nhưng bây giờ Ngài hiểu có thể khác đi. Rồi, như thế anh em thấy được này nhá. Rồi, câu số 2 à? À, câu số 2 là câu hay hơn. Câu hay hơn. Anh chị em đọc Matthew 1:18. Đấy. Như vậy anh chị em thấy bài phúc âm hôm nay là mục đích cho chúng ta thấy Đức Giêsu là ai đấy. Gốc gác của Đức Giêsu là thế nào. 1:18 nè, tôi đọc nha. Sau đây là gốc tích. Gốc tích là nguồn gốc ấy. Nguồn gốc của Đức Giêsu Kitô. 2 chấm. Đấy. Thứ nhất, bà Maria mẹ người. Bản dịch ở đây, bản dịch của nhóm ở đây đã dịch là đã gì anh chị em? Đã thành hôn với ai? Với ông Giuse đấy. Rồi có câu sau là nhưng trước khi hai ông bà về chung sống thì bà có thai do gì? Do quyền năng Thánh Thần, nguyên văn là do Thánh Thần thôi chứ không có chữ quyền năng, mà chữ quyền năng là thêm vào. Thế thôi, như vậy bà này đã thành hôn với ông Giuse. Thôi tôi hỏi đùa anh chị em, hỏi đùa. Thí dụ nếu mà nói Đức Maria đã thành hôn với ông Giuse thì theo ý con là đã ở với nhau chưa? Dạ thưa cha là rồi ạ. Đấy, nếu mà đọc như thế, mình đọc một cách đơn sơ thôi này nhá, anh em là từ từ. Đấy, chứ câu 18 nè, sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. 2 chấm. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Thì như thế là anh chị em sẽ nghĩ ngay là đã ở chung. Vâng, đúng không ạ? Đấy, thế thì nói thế để anh em hiểu. Đấy, và ở đây anh chị em cũng biết rồi, đã nói nhiều lần rồi, bây giờ nói lại cho nó ngắn thôi, là đối với người Do Thái khi lập gia đình cũng có hai giai đoạn giống như người Việt Nam. Một giai đoạn là giai đoạn gì nhỉ? Đính hôn. Và một giai đính hôn thì có ở với nhau chưa nhỉ? Ở nguyên tắc là chưa. Và một giai đoạn khác thứ hai là giai đoạn gì? Thành hôn. Và giai đoạn đính hôn, cái này hơi bị sốc, hơi bị sốc nhưng mà cố gắng trả lời, tức là người ta đính hôn năm bao nhiêu tuổi ạ? Dạ thường thường người ta, mọi người Việt Nam hay là Do Thái? Có người Do Thái chứ. Người Do Thái thường rất trẻ, còn bao nhiêu? Còn 15-16. 15-16, có ai cho một con số nào khác? Lúc đấy là người ta đính hôn, tức là làm đám hỏi đó, là năm bao nhiêu tuổi đấy. Thế thì có ai cho? Thưa cha, theo con biết thì khoảng 13-14 tuổi. 13-14, lúc đấy là 15-16, rồi giờ 13-14, có ai thêm một con số gì nữa không ạ? Đây. Dạ con nghĩ 12. Bao nhiêu ạ? 12. 12, vâng. Chị có định nói số 18 không? Ở đây là bao nhiêu ạ? 13. Vâng, 13. Vâng. Rồi, câu số dường như là cỡ 12-13. 12-13. Như thế anh chị em mới thấy người Do Thái đính hôn rất trẻ, rất là nhỏ tuổi. Và đến độ mà như thế đối với chúng ta mà lập gia đình, theo chúng ta bây giờ mà nhìn thì đấy gọi là tảo hôn. Tảo hôn là early marriage, tức là kết hôn sớm quá. Đấy. Anh chị em tưởng tượng một cô 12-13 tuổi đã đính hôn, và sau khi đính hôn thì chưa về nhà chồng.
luôn luôn có một lễ về nhà chồng, luôn luôn có lễ rước dâu tử tế mà anh chị em thấy trong phúc âm hay có nói đến đám cưới. Đồng ý không nào? Đám cưới ở Cana đấy, hay là đám cưới mà có 10 cô trinh nữ đấy, rồi nửa đêm thế này kia đó, vụ đám cưới tại bên nước Do Thái ban ngày rất nóng nên đám cưới ban đêm để cho nó mát đấy thế. Và như thế anh chị em mới thấy rằng có đám cưới đấy, giống y như mình. Tức là thứ nhất có đính hôn, rồi sau đó thì hai người vẫn ở riêng, rồi sau đó đến một ngày, lát nữa anh chị em thấy cái ngày đó, cái ngày mà anh này anh ấy đến đón dâu, đón dâu để về ở nhà anh ấy. Và lúc đó hai người, nói này nó kỳ, nhưng mà đúng là trọn vẹn thành vợ chồng. Còn trước kia đối với người Do Thái, đây là điểm khác biệt của mình, Việt Nam mình với người Do Thái, đối với họ làm đám hỏi thì đã là vợ chồng rồi, đã là vợ chồng rồi. Nên trong bài phúc âm này anh đuổi, các bạn anh em chị em thấy vẫn gọi Giuse là chồng, mặc dù khi chưa chung sống vẫn gọi là chồng. Tức là nghi làm, đây là nét đặc biệt khác biệt giữa Do Thái Việt Nam, là khi làm đám hỏi thì coi như vợ chồng thật. Và nếu mà là vợ chồng thật thì anh chị em biết sẽ có nhiều rắc rối đấy, đúng không ạ? Sẽ có nhiều rắc rối. Và như thế nghĩa là gì? Nghĩa là cái người vợ đấy, nếu mà người vợ ấy mà bất trung á, mà lại đi với anh khác á, là bị coi là tội gì ạ? Ngoại tình. Chứ lẽ ra đâu ngoại tình, đã lấy đâu, đã có là hôn phối, đã đưa ra đạo đời đâu. Và như thế đối với cái người phụ nữ này thì coi như đã thuộc về người chồng rồi. Đấy. Và như vậy ở đây anh chị em thấy là Đức Maria như đang kể trong chuyện này, câu hỏi đã về nhà chồng chưa? Chưa, đấy, chưa. Thành ra dù là đối với người Do Thái coi như làm đám hỏi, nhưng mà làm đám hỏi chưa? Làm đám hỏi chưa? Rồi, làm đám hỏi rồi, nhưng mà chưa về nhà chồng, thành ra vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Bạn hiểu không? Mặc dù người Do Thái coi như là đã là vợ chồng rồi đó, coi như là vợ chồng rồi, phải coi như thôi đấy. Và đấy, nhưng mà chưa thật sự. Và ở như vậy anh chị em biết bài phúc âm hôm nay diễn ra lúc Đức Maria chưa về nhà chồng và đang ở trong tình trạng gì? Đính hôn, đang ở trong tình trạng đính hôn chứ không phải là tình trạng về nhà chồng. Vâng, xin mời anh chị em để ý. Vậy anh chị em có biết lúc nãy tôi có hỏi trong câu số 2 là dịch rằng là đã thành hôn thì như thế có chính xác không? Thì ở đây anh chị em là có ai trả lời là có chính xác không ạ? Anh chị em thấy dịch như thế có chính xác không? Có ai đề nghị là dịch như thế nào cho chính xác? Dạ con thấy dịch như vậy là chính xác rồi. À, chính xác ạ? À? À thế là hay quá ta. Vâng, có ai cảm thấy không chính xác không? À vâng, anh tới rồi ạ. Vâng. Tôi đang tìm một người nói là không chính xác. Bây giờ con có một sự nghi ngờ ở đây, không nói là chính xác hay không, nhưng mà ở đây trong cái bản ví dụ tiếng Anh thì nói là thành hôn, tức là không phải là đính hôn, tức là chưa có cưới, chưa có cưới nhau, chưa có làm lễ cưới nhau. Yeah. Nhưng mà kể cả trong bản tiếng Anh và tiếng Việt cũng vậy, có gọi ông Giuse là chồng ở trong này, câu 19. Vâng, chính vì thế lúc nãy đã nói rồi nha, tôi nói liền, xin lỗi anh, tôi ngắt lời. Lúc nãy đã nói, dù đính hôn thì đã là chồng. Anh hiểu không ạ? Chưa về nhà chồng, ông kia vẫn là chồng. Phải không nào? Rồi, xong ạ, dạ. Xin tiếp tục ạ. Dạ, như vậy thì con nghĩ là cái bản dịch nên sửa. Sửa sao ạ? Đã đính hôn với ông Giuse. Vâng, tức là thi theo ý anh là nên dịch là đã đính hôn rồi. Dạ. Anh cũng tiến bộ lắm đấy. Vâng. Vâng, tiến bộ lắm, tôi rất thích. Có ai thêm một ý kiến nào nữa không? Có ai mà thêm được ý của anh tới này là nó đã đúng đến 80% rồi. Bây giờ ai mà thêm được một ý nữa thì mới là đáng kính. Nhất là ai nào, anh nào, người nào mà đọc bản tiếng Anh, tiếng Pháp á, thì thêm được một chữ nữa. Anh của anh ấy đã đạt đến mức độ là đã đính hôn. Đấy, còn thiếu một chữ. Có ai thấy không? Vâng, có sẵn sàng chịu ở đây chưa thấy ai? Chị cũng chưa thấy à? Có ai chưa ạ? Các anh chị em nếu hơi thông minh vẫn tìm được chữ đó. Hãy mở mắt mà nhìn. Anh chị em chỉ cần nhìn thế này thôi anh em thấy. Câu hỏi này.
liệu một cô bé 12 tuổi ở trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Cô bé là zero, nữ là zero, 12 tuổi là quá kém. Liệu cô ấy có thể đính hôn không? Đấy, thế là tôi gài cho em vậy là em rõ quá gì. Em thêm một chữ nữa là sao? Liệu cái cô bé ấy 12 tuổi nó có thể, nó bảo để con đi đính hôn nhé, con đính hôn với anh du xe ạ. Vâng, có như vậy thêm một chữ gì nữa? Thêm một chữ gì nữa? Dạ thưa cha là đã bị đính hôn. Nhưng mà tại cái cô này chắc cô ấy hiểu đúng, nhưng mà tiếng Việt hơi yếu ạ. Vâng, vâng, tiếng Việt hơi yếu. Thì cha con nghĩ là đã được đính hôn. Vâng, đã được, có con ý, nếu được với bị. Lần trước tôi có nói với các bạn, của con định nói thêm ý khác nữa. À, rồi ý khác em. Dạ, theo con là đã được hứa hôn. Hứa hôn, đính hôn khác nhau như thế nào? Dạ, hứa hôn là giống như là được hứa gả cho ông Giuse. Vâng, đúng, đính cũng gần giống, cũng giống nhau đấy. Vâng, đây đây có anh tên gì ạ? Anh tên Vũ, anh có thêm gì nữa? Thưa cha là đã đính hôn chưa? Đính hôn chưa? Vâng, tức là ở đây câu hỏi của tôi là ở đây nói Đức Maria đã thành hôn. Bạn, cô các bạn biết chưa, 12 tuổi thì không làm ăn được gì. Không có cái cô nào 12 tuổi mà làm được gì ấy. Mà bây giờ cũng vậy, 12 tuổi nó không có làm hết ấy. Mà không có thể 12 tuổi mà đi thành hôn với ông này. Cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn không nhận biết. Mà 12 tuổi vẫn không đính hôn được, không có cô bé nào mà tự đã được đính hôn. Và như thế cái người làm chủ sự đính hôn này là bố mẹ của cô ấy chứ. Cô ấy làm gì mà đủ trình độ để làm cái này. Nếu nào thành ra cái bản dịch đúng phải dịch là đã được đính hôn, đấy, đã được gả, đã được hứa hôn, đã được bố mẹ mình hứa gả cho ông kia. Đó, đấy, ý chính là như vậy. Vâng. Rồi, thế thì để anh chị em hiểu, thành ra chữ đã thành hôn là hơi khó xử đấy. Không thể nào một cô bé 12 tuổi mà làm như thế được. Với lại trong xã hội Do Thái thì, mà hơi hơi Việt Nam ngày xưa cũng thế. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Đấy, mà điều đó lại còn, đối với nữ là còn mạnh hơn. Biểu anh lấy này. Và ngày xưa có khi hai ông bà nào đó thích nhau, nói, ê sao, ăn muốn là ông xui không đấy, thế khác. Rồi họ gả con cho nhau ạ. Và có khi cô bé này chưa bao giờ, có khi là không có biết nhiều về người kia đâu. Hai bên không có biết rõ nhau, nhưng mà vẫn lấy nhau được. Vâng, thế là như vậy. Anh chị em thấy ở đây tôi đã đặt câu hỏi này. Bạn viết gì về tục cưới hỏi? Lúc nãy nói rồi, chỉ nhắc anh chị em cái tin này. Theo tôi biết, hàng chục bản dịch kinh thánh, chị có thể kiểm tra, không bản dịch kinh thánh nào dịch là thành hôn. Không có một bản dịch nào. Và theo bản đúng tiếng Hy Lạp, đúng gốc, đã được đính hôn. Đã nha, không có chữ đã nữa. Đã được đính hôn. Was engaged, chẳng hạn. Tiếng Pháp là engagement, hứa hôn. Đấy, vâng, thôi như vậy để anh chị em hiểu. Và anh chị em nhớ đoạn phúc âm này, tất cả diễn ra là lúc chưa về ở với nhau. Bởi vì nó chưa về ở nhau, về sau thiên thần mới hiện ra, mới nói là ông ráng đi, ráng lấy. Đấy, thì nó mới vào được. Chứ còn nếu bây giờ vừa đầu đã thành hôn rồi thì sau này còn đâu còn gì đâu mà nói. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra khi mà đụng với chữ thành hôn là phá vỡ toàn bộ cấu trúc cái chuyện này. Bởi vì người ta lại tưởng là xong rồi, nó chưa xong ạ. Đấy, vâng, thì số 3 nhé. 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 Vâng, con số 3 này hơi khó chịu nhưng mà cũng hay hay. Đức Maria có thai do Thánh Thần. Đức Maria mang thai do Thánh Thần. Tôi xin lỗi anh chị em, trước khi trả lời câu này tôi cho tôi nói được một câu. Có những bản dịch khi nói về Đức Giêsu đã nói Đức Giêsu đầu thai. Đầu thai. Đó. Đức Giêsu đầu thai. Ở trong lòng mẹ, anh chị em vẫn nghe đấy chứ, có phải là lần đầu anh chị em nghe đâu mà cười. Tôi không thích lắm ạ.
tôi không thích thú lắm về chữ đầu thai. Có lẽ cái người dịch cảm thấy khoan khoái vì cảm thấy như thế là đưa được cái ý niệm mà con Thiên Chúa trước đây ở kiếp trước ấy, cứ coi như là có hai kiếp đi, kiếp trước là con Thiên Chúa, bây giờ xuống cái kiếp này là kiếp người đấy, chuyển kiếp mà, và như thế là đầu thai. Nhưng mà tôi không thích chữ đấy bởi vì chữ đấy cũng hơi bị nguy hiểm. Nguy, rất rất nguy hiểm, và nói như thế là nó lung tung lắm, bởi vì nói như thế là có nguy cơ là chúng ta lại tin là vào kiếp. Kitô giáo không tin vào kiếp, không tin luân hồi, không tin vào kiếp. Đấy, dĩ nhiên đấy là niềm tin của các tôn giáo bạn, nhưng mà chúng ta phải thì kiếp ở đấy nữa thì lại khác mất rồi. Đấy, thành ra chúng ta không tin gì đó, nên không thể nói là kiếp trước của Đức Giêsu là con Thiên Chúa rồi kiếp này như thế. Mà anh chị em biết không nói như vậy được, bởi vì Đức Giêsu không phải chỉ vì có một kiếp đâu, chỉ vì Đức Giêsu làm người vẫn là con Thiên Chúa. Anh chị em hiểu, kiếp trước á, là giả như tôi là cái gì đó, rồi bây giờ tôi kiếp này tôi là cái này, thì bây giờ tôi lúc nào tôi cái này thì tôi không còn là kiếp trước nữa. Con này không ạ, đằng này là vẫn kiếp trước tôi là con, bây giờ tôi vẫn là con Thiên Chúa, mà tôi là con Thiên Chúa làm người ạ. Thành ra chữ đầu thai không diễn tả được mầu nhiệm nhập thể. Mà đây là điều rất đáng tiếc. Mới đọc kinh sáng nay, hồi sáng khi anh chị em mà đọc kinh về lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lại vẫn gặp chữ đầu thai sáng nay. Đúng không nào? Đầu thai, đúng nào? Không, không phải đầu thai. Đức Mẹ được ơn vô nhiễm trước khi đầu thai. Đúng không nào? Đấy, hồi sáng nay thì đọc thấy như thế. Và ý niệm như thế tôi hơi bị giật mình ạ. Và anh em thôi, nhưng mà đấy là nói cho vui để anh chị em biết là phải rất tinh tế, và vâng, là phải khéo đấy. Thế thì ở đây chúng ta chỉ nhắc rằng Đức Maria có thai do Thánh Thần, chứ quyền năng là thêm ek, tức là do, bởi Thánh Thần, từ Thánh Thần. Thế thì như thế anh chị em câu hỏi này dễ, anh em không cần phải trả lời nhiều, chỉ cần cho thấy câu này cho thấy Thánh Thần là ai, và thai nhi mà Đức Maria mang thai là ai. Đấy, tôi thích một câu trả lời rất ngắn để anh em bảo ô, nếu dựa vào đây thì dễ quá. Dạ thưa cha, đó là Thánh Thần là Chúa Ba Ngôi, con thai nhi là Chúa Giêsu. Chúa Ba Ngôi nữa. Chúa Ngôi Ba. Vâng, nhưng mà anh chị em để ý cái câu của tôi là tôi muốn nói là trong phúc âm nói là Đức Maria có thai do Thánh Thần. Thế tôi chỉ lấy cái câu ngắn như vậy thôi. Thì từ cái câu đó tôi mới hỏi, vậy Thánh Thần là ai? Còn thai nhi thì là ai? Dạ thưa cha, theo con Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, mà thai nhi là Chúa Giêsu cũng là ngôi hai Thiên Chúa. Tóm lại, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và thai nhi cũng là Thiên Chúa. Vâng, như thế, vâng. Nhưng mà như thế thì, vâng, hiểu rồi. Nhưng mà đang là do thai do Thánh Thần. Đấy, cái chữ do, vậy là xem ra chưa ai đụng đến chữ do cả nhỉ. Đấy, vâng, có vâng. Dạ, chứ cái kia thì ai cũng biết rồi. Chúa Thánh Thần là người tặng quà con Chúa Giêsu lần qua. Chúa Thánh Thần là người tặng quà. Chúa Giêsu là quà, vâng, cảm ơn em. Chúa Thánh Thần là người tặng quà, vâng, đây chị này trước ạ, bên này trước, lúc nãy rồi đến hai người sau. Dạ thưa cha, do Thánh Thần Rabien truyền tin cho Đức Mẹ. Tên là Thánh Thần không phải là Thiên Thần, Gabriel là Thiên Thần chứ Gabriel không phải là Chúa Thánh Thần, vâng, đúng thưa không? Thưa cha, chữ do ở đây là chỉ về quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đúng rồi. Quyền năng thì sao? Chị nói thêm. Dạ, quyền năng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Maria mang thai Chúa Giêsu. Như thế thì cụ thể là Chúa Thánh Thần là ai? Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. vẫn chưa trả lời được vào chữ con ạ. Vâng. Thưa cha, theo con nghĩ, Đức Maria có thai do Thánh Thần. Ừ. Con nghĩ Thánh Thần là người tạo ra, như là cha của thai nhi, và thai nhi đó là Đức Giêsu. Vâng, nó khó đấy chứ bảo. Vâng, giống như là một người mà không có người đó thì đức mẹ không có thai được, đúng không nào? Dạ. Vâng, đấy, nhưng mà chị thấy cái này là khó đấy, nhưng phải dễ câu hỏi mới nhìn tưởng vậy mà rất khó. Vâng, con nói thêm chứ đây.
Thưa cha, Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, người đã đưa ban sự sống, dạ, vâng. Người đã đưa Chúa Giêsu vào lòng Đức Mẹ đưa và lòng Chúa Giêsu là và thai nhi là Chúa Giêsu bé bé. thế là sợ Đức Giêsu to to thì không vào được đấy, họ phải Đức Giêsu. Vâng. Dạ thưa cha, là ý của con cũng giống ý của chị á, nhưng mà con thêm là Chúa Thánh Thần là người làm cho Đức Maria mang thai. Vâng, đúng thế đấy, đúng là như vậy. Vâng, thế thì vâng, thế thì ở đây đúng rồi, chị bắt bà người ta bắt đầu từ từ trả lời đúng ạ. Hỏi Đức Giêsu là Thánh Thần là ai đấy, chị trả lời gần như là anh chị em biết là khó nói lắm chứ không phải là dễ đâu. Thì chị đây trả lời Thánh Thần là tác nhân, mà nhờ tác nhân đó Đức Maria được mang thai. Vâng, đấy rồi ở đây còn tôi còn hỏi thêm thai nhi là ai đấy. Thế bởi vì anh chị em biết là khi mà có một đứa bé thì luôn luôn là cần một người cha và một người mẹ, phải không, một người vợ và một người chồng đấy. Thì ở đây như anh chị em thấy ở đây là không có người, không có vai của người chồng đấy. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy Thánh Thần là ai đấy, mà nếu không có Thánh Thần thì Đức Mẹ đâu có sinh được Đức Giêsu. Và như thế Đức Giêsu, vâng, như thế xem, mời chị ở đây xem có gì nét gì đặc biệt không ạ. Đây là câu hỏi rất đặc biệt. Vâng. Đức Giêsu không lệ thuộc xuất thân từ chuỗi các hệ sinh hạ bởi con người. Người là do Chúa Thánh Thần khởi đầu và trực tiếp gắn với hoạt động mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của Đức Giêsu theo Matthew chương 1 câu 18. Vâng, nhưng mà ở đây vẫn chỉ dựa vào câu này thôi. Vâng. Dạ con thưa cha, là ở trong đạo mình có ba mầu nhiệm ạ, và trong đó có một mầu nhiệm là mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, cho nên về câu này sẽ không có câu trả lời ạ, bởi vì đó là một mầu nhiệm và chính con người của chúng ta không có thể giải thích được ạ. Vâng, mà đâu có hỏi mầu nhiệm gì đâu, đang hỏi Chúa Thánh Thần là ai, thai nhi là ai ấy. Đấy, nhưng mà thật ra thôi, như vậy chắc anh chị em có ai, có một người nào muốn nói nữa không ạ? Ở đây thấy có chị, có một người đang giơ tay ạ. Rồi, còn một bạn nữa đấy. Có vẻ như phải có một người nói rồi mấy người khác mới nói theo ấy. Chứ không, không có người nói đầu tiên là không ai dám nói, không một người nói tự nhiên mọi người đều nói. Vâng. Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa Thánh Thần là Chúa, còn thai nhi là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Thánh Thần là Chúa bởi vì có cái từ quyền năng, mà chỉ có Chúa thì mới có quyền năng để ban thai nhi xuống trong lòng Đức Trinh Nữ Maria mà không cần một cái tác nhân từ con người. Còn Chúa Giêsu là con Thiên Chúa bởi vì người không cần, cũng tương tự như vậy ạ, bởi vì chỉ có con Thiên Chúa mới nhờ quyền năng mà xuất hiện trong lòng Trinh Nữ Maria mà không cần những cái tác nhân bên ngoài như thế. Và các bạn có biết không, là càng những câu trả lời cuối là hay hơn ạ. Câu trả lời vừa rồi là rất hay đấy ạ. Vâng, có ai định nói thêm, tức là không biết các anh chị em có nghe đến điều đấy không. Và như thế có khi hỏi Đức Giêsu là ai, giả như thế thì tôi trả lời Đức Giêsu là một người được sinh ra mà không do tác nhân là một người chồng, một người cha nhân loại, và họ là Đức Giêsu là được chào đời như thế là do quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Thần là Thiên Chúa và quyền năng này của Thiên Chúa, và chỉ như thế chúng ta mới biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo nghĩa đặc biệt. Lúc nãy tôi có lỡ hỏi anh chị em là ông Mêsia có phải là người thường không, thì câu trả lời đúng, ông là người thường. Còn bây giờ Đức Giêsu này có người thường không, thì câu trả lời là không. Đấy, anh chị em thấy đấy, thầy đã có ý hỏi như thế cả. Hỏi Đức Giêsu được sinh ra như thế có phải do là con của ông Giuse, bà Maria không, trả lời không, không ạ. Đấy, thành ra ở đây mà anh chị em thấy cái chữ do, anh chị em thấy tế nhị lắm, Kinh Thánh không có nói những gì đặc biệt hết mà nói có một chữ do thế thôi. Bà Maria được thụ thai do Thánh Thần. Mà anh chị em ở đây có ai có trí nhớ tốt không, Thánh Matthew chỉ xài có một chữ do, tiếng Anh chắc là from the Holy Spirit. Còn anh chị em
Mà có biết Thánh Luca cũng diễn tả việc Đức Giêsu chào đời không phải do người đàn ông, không phải do Giuse, mà do quyền năng của Thiên Chúa. Thì anh chị em có biết có một lối nói khác cũng rất dễ thương. Đố anh chị em nào ở đây có trí nhớ nào không? Nói là phải lật đấy chứ, cần trí nhớ, lật ra thì mới biết. Ông Luca, Luca cũng nói cái gì ạ? Có ai nhớ, giờ ai thấy thì giơ tay ạ. Mà Luca cũng nói, Matthew chỉ có mỗi một giới từ thôi. Là cái gì ạ? Có ai nhớ chưa? Có ai nhớ chưa? Trời ơi, dễ quá. Cái gì ạ? Không, chưa, trời ơi. Có một chữ, bằng cái gì đó, mà có hình ảnh hơn. À, phải lật đi chứ, học Kinh Thánh mà lại ngồi không như thế đâu được. Phải lật ra, phải tìm ra, đấy. Nên là tìm ra, phải tìm ra, không phải tìm ra. Đấy, Luca nha, Luca, vâng. Đấy, có người đã nói đúng rồi, bây giờ phải chìm, dạ, đọc cái câu đó lên, đọc câu đó lên, sao bao, dạ, nhiêu. Con thưa cha, đó là Luca, chương 1, câu 35, Sứ Thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đứng tới cao sẽ rợp bóng trên bà. Như vậy cái chữ gì đó, bà, quyền năng, chữ rợp bóng á. Quyền năng của đấng tối cao sẽ rợp bóng như một cánh chim và che phủ như thế, giống như một cái bóng mát vậy. Rợp bóng, quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Đấy, anh chị thấy mà có động từ đấy thật đấy. Vậy thôi, những cách nói như thế, nhưng mà những cách nói như thế vẫn để diễn tả điều này, Đức Giêsu mà chào đời không phải do một người đàn ông. Ngài cần một người mẹ, nhưng Ngài không cần cần một người cha. À, anh chị em thấy không? Con Thiên Chúa chào đời không cần một người cha nhân loại, bởi vì Ngài có một người cha rồi mà. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy, và vì thế nên Ngài không cần người cha. Thành ra ở đây, hạt câu hỏi này kể cũng hơi khó chịu thật. Câu này, Thánh Thần là ai? Thánh Thần là đấng mà nhờ hoạt động của đấng này trên Đức Maria mà con Thiên Chúa chào đời. Anh chị em thấy, bây giờ tôi bắt đầu nói rõ hơn cho anh chị em. Sau khi anh chị em cùng với tôi vất vả tìm chữ, có nhiều người bị người khác cười, chả có sao hết á. Thánh Thần là ai ạ? Thánh Thần là đấng mà nhờ quyền năng, nhờ sức mạnh, nhờ hoạt động của Ngài mà con Thiên Chúa đến với lòng Đức Trinh Nữ và được thụ thai bởi Đức Trinh Nữ. Đấy, vậy thôi. Và con Thiên Chúa, thai nhi là ai? Thai nhi là một đứa bé phỏng nào, dĩ nhiên là một thai mà được dựng nên, lại không phải là do một người cha người mẹ, mà lại do sức mạnh của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, và vẫn có cộng với người mẹ. Người mẹ là không có thay đổi, nhưng mà người cha là có thay đổi. Và vì thế nên Đức Giêsu là rất đặc biệt. Đấy, anh chị em thấy ngay từ đầu trong Matthew hay Luca đã có cái niềm tin như vậy. À, vâng, thế thì anh chị em đồng ý nhất là câu số 3 là hơi khó chịu. Vâng, rồi. À, đọc Matthew 1:19, câu này chắc anh chị em thích hơn và dễ hơn. Khi biết tin Maria có thai thì Giuse phản ứng như thế nào? À, bạn nghĩ gì về cái quyết định của Giuse, quyết định như thế nào? Đấy, thế thôi. Rồi, câu này nhiều thứ quá. Bạn thấy Giuse có phải là người công chính không? Đấy. Và muốn ly dị Maria thì Giuse cần phải làm gì? Nếu anh chị em nào thích trả lời một câu bé bé cũng được, không cần phải trả lời hết. Thí dụ, đợi câu đầu tiên nhé. Khi biết tin Maria có thai thì Giuse phản ứng như thế nào? Đây là câu đầu tiên ạ. Như vậy câu này là dễ, ai cũng trả lời được. À, vâng, thế mời các bạn ở đây trả lời câu này là dễ nhất. Vâng, chị Bích Huyền sẽ trả lời câu này. Dạ thưa cha, là Matthew chương 1 câu 19 đó là ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Phản ứng của ông Giuse đó là không muốn tố giác. Định tâm là gì ạ? Không muốn tố giác. Dạ. Vâng, tố giác nghĩa là gì ạ? Tố giác là làm cái việc như thế nào thì gọi là tố giác? Là nói cho người ta biết. Nói cho người ta biết, à đúng như thế, biết chuyện gì? Là bà Maria có thai. Mà sao ạ? Mà không phải do ông Giuse này. Đấy, tố giác là báo cho mọi người biết rằng bà vợ của tôi, mà đấy chỉ là hứa hôn nhưng mà vẫn được gọi là vợ, bà vợ của tôi mặc dù tôi chưa lấy, mà bà ấy lại có thai, mà thai nhi đấy không phải là của tôi, tôi không phải là tác giả của thai nhi này. Và tố giác có nghĩa là
bù lu bù loa và nói cho cả mọi người biết như thế. Vâng, và nếu mà tố giác như thế thì Đức Maria có thể bị cái tội gì vậy? Tội gì? Mà Đức Maria như thế là phạm tội gì? Ngoại tình. Ngoại tình. Vâng, và ngoại tình là có thể, dĩ nhiên, có thể là bị ném đá đấy. Anh chị em hiểu không? Thế, vâng, thế thì như thế đã được xong câu này. Khi biết tin Maria có thai, phản ứng như thế nào? Thứ nhất, phản ứng đầu tiên là không tố giác ạ. Thế đây rồi, con nói tiếp được chưa? Thì ông không tố giác thì Giuse làm cái gì? Đấy. Là không tố giác. Tâm bỏ cách kín đáo. Ừ, mà anh chị em có biết không, là chữ bỏ đó, các bản văn không có anh nào Việt Nam á, không ai dám dịch là ly dị. Thật ra nó là ly dị, anh hiểu không nào? Định tâm, như vậy định tâm là đã làm chưa? Chưa làm. Ly dị, mà ly dị thế nào? Ly dị thế nào ạ? Cái chữ quá đẹp là chữ gì ạ? Kín đáo. Mà anh chị em biết ly dị kín đáo có nghĩa là thế nào? Đấy, thứ nhất là anh chị em hỏi, ủa cha, tại sao lại phải ly dị? Bởi vì đám hỏi là đã thành vợ thành chồng rồi. Anh chị em coi như là thành vợ thành chồng rồi. Nên bây giờ nếu mà muốn bỏ thì phải ly dị. Phải ly dị. Và như thế ly dị thì phải làm gì? Nhưng trong câu hỏi ở đây thì anh chị em biết rồi, đó là phải kêu những người chứng đến. Những người chứng đến. Và phải, đố anh chị biết phải làm gì ạ? Phải làm, nếu muốn ly dị thì phải làm gì? Dạ, theo con thì phải tố giác Đức Maria. Không phải, không phải muốn ly dị kín đáo. Đã nói ly dị kín đáo. Đây ông đang muốn bỏ ly dị một cách kín đáo. Chị thấy là không, giống không. À thế ạ, như thế thì không phải. Vâng, muốn ly dị phải làm gì ạ? Vâng, có ai khác không ạ? Chúng tôi rất cần những người mới, những người chưa được, chưa nói bao giờ. Ly dị cha là muốn ly dị Maria thì Thánh Giuse cần phải bỏ đi một cách kín đáo, lặng lẽ bỏ đi. Đâu có bỏ đi đâu, trời ơi, mình đang ở nhà mình, tự nhiên mình bỏ đi à? Ai làm vậy? Vâng, vâng, thế phải làm gì ạ? Anh chị em quên mất cái, anh chị em đi dự lễ cưới bao nhiêu lần mà vẫn quên cái chuyện phải làm gì. Dễ lắm. Thưa cha, con nghĩ rằng là kín đáo là không đưa Maria về nhà. Kín đáo là không đưa Maria về nhà. Nhưng mà anh chị em có nhớ là đám cưới không? Mọi đám cưới đó hay này, có đọc cái bài đó là nếu mà một người muốn ly dị vợ thì phải làm cái gì? Đấy. Đấy, đấy. Giấy ly hôn. Phải làm gì ạ? Phải làm giấy ly hôn. Đúng rồi, phải làm giấy. Đấy, phải làm giấy. Làm giấy, bởi vì tại sao phải làm giấy ly hôn ạ? Tại vì khi đính hôn là luật Do Thái là đã thành vợ thành chồng rồi. Cho nên khi mà phạm tội ngoại tình thì là muốn ly dị phải trao cho cái tờ giấy từ hôn, ly hôn. Tức là cụ thể là cái mục đích tờ giấy ly hôn là để cho bà ấy còn đi lấy chồng khác. Đấy. Bởi vì nếu bà ấy dính vào cái hôn nhân với ông này mà chưa ly hôn thì người vợ ấy vẫn thuộc với ông này. Mà anh nào mà rờ vào là chết ấy. Đấy, đúng không nào? Vậy vợ người ta mà ơ kìa. Đấy, anh đâu được. Thành ra khi cái lấy ly hôn này, anh chị em nghe tưởng là buồn, mà hóa ra là tin vui đối với bà này. Bởi vì từ khi bà ấy có giấy ly hôn thì bà ấy không còn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân với Giuse nữa, và có thể tự đi. Và anh chị em nghĩ kỹ xem câu hỏi, đây là có những câu hỏi bé. Tại sao Giuse lại không tố giác người yêu của mình, đúng bây giờ gọi là gì nhỉ, gọi là hôn thê là người đã làm đính hôn, tại sao Giuse lại không tố giác người hôn thê của mình khi ông biết rất rõ rằng thai nhi trong bụng Maria không phải là do mình? Tại sao ông lại không làm như thế? Và tại sao ông Giuse lại chọn cái phương án là mời người đến làm giấy ly hôn và làm tất cả những chuyện đó một cách kín đáo? Ô, câu hỏi này hay lắm á. Tôi tin là thế nào anh chị em cũng nghĩ được những câu trả lời rất là dễ thương ạ. Vâng, đây mời đây ạ, có một bạn đây ạ. Vâng. Dạ thưa cha, theo con nghĩ là vì Giuse là một người công chính. Tại sao công chính? Nếu mà đúng công chính phải giữ luật đó là phải la to lên. Chứ chứ tại sao lại ỉm đi như thế? Đấy. Vâng. Nó không nói được nữa. Vâng, nghỉ thêm. Vâng, vâng. Ồ, bài phúc âm này là hay lắm ấy anh chị em ạ. Bài phúc âm này không phải là thường đâu. Vâng, vâng.
Thứ nhất là tại ông Thánh Giuse còn thương bà Maria, và ông Thánh Giuse muốn giữ thể diện cho bà Maria. Giữ thể diện, vâng, còn thương, như thế cũng được. Hay là cũng có thể là Thánh Giuse nói rằng, có thể Thánh Giuse biết rất rõ là Đức Maria, cái người yêu của mình, là rất tuyệt vời. Còn bây giờ tại sao nó xảy ra như thế thì mình không có hiểu được. Nhưng mà mình không dám nghĩ rằng là người bạn đời của mình là hư hỏng, không nghĩ được hư hỏng. Nhưng mà lại trước mắt thì lại thấy là có vẻ hư hỏng. Vâng. Có vẻ hư hỏng thì sao nữa. Trời ơi, chứ làm sao mà Thánh Giuse lại bảo ôi cái này là do Thánh Thần. Ai mà nghĩ được như vậy. Dạ, làm gì có chuyện như thế. Rồi tiếp tục. Dạ, cho con hỏi chút xíu là làm sao mà ông Thánh Giuse là biết được bà Maria là có bầu, là bà Maria nói với ông rồi. Thánh Giuse đúng đúng, đúng. Dạ. Cái câu hỏi này là câu hỏi hay, nhưng mà dù sao thì chúng ta không biết rõ, nhưng mà cụ thể là Giuse đã biết rồi. Còn do những nguồn tin thân cận như thế nào ở cái đó, là nhất là bầu còn nhỏ đó, mấy tháng là chưa thấy đó, khó cái gì á, hay là chính Đức mẹ nói? Ồ, có người nói là chính Đức mẹ nói. Nếu mà nói vậy thì là thái độ của ông Thánh Giuse là không tin Đức mẹ. Là không tin tức là thế nào? Có nghĩa là Đức mẹ nói là Đức mẹ có thai là do quyền năng Thiên Chúa. Nhưng cũng không, đừng nên quên rằng là từ nhỏ, từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Chưa bao giờ chuyện này xảy ra, nên bỗng nhiên một chuyện ra này là chuyện phải là hiểu là rất là lạ, khó mà tin được, thật sự là khó. Vâng, nhưng mà có thể là không phải Đức mẹ nói mà ông nghe đâu mà sao ông biết được chuyện như thế. Vâng, đấy. Vâng, như thế anh chị em thấy là như thế là ông Giuse của chúng ta đã không tố giác Đức mẹ để Đức mẹ gặp mà gì, bởi vì cũng có thể là vì ông thương, mà cũng có vì ông bảo là ông bảo mình không rõ là sao một người quá dễ thương như thế, quá tốt như thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà câu hỏi là dễ nhất nè, câu hỏi là dễ nhất cho anh chị em, tại sao Giuse lại không lấy Đức mẹ cho rồi ta? Có hiểu không anh chị em, có hiểu không đấy? Tại sao mới thôi lấy cho rồi, đây đây đây, ở đây có một người, tại sao không lấy cho rồi? Đấy, đó mới hay. Dạ, ngon thưa cha, là có nghĩa là ông Thánh Giuse tôn trọng quyền tự do của Đức Maria. Tôn trọng, tôn trọng, có ai kiểu gì khác không ta? Tại sao lại không lấy cho rồi? Chứ câu đó là câu hay đấy chứ. Dạ, con thì con muốn nói theo kiểu thế gian hơn là không muốn cái dạng là tò vò mua con nương nhện. Đúng rồi, đấy tôi cũng nghĩ như vậy. Tức là nào, tức là Đức Giuse biểu ủa rồi cái này thai của ai sao vậy, giờ lấy kỳ quá. Thế không nào? Đúng không nào? Tự nhiên sao kỳ vậy ta? Đấy, tức là không làm như thế được ạ. Đấy, không thể là làm như thế được bởi vì thấy khó quá. Đấy thế. Mà một mặt lại các bạn thấy không? Các bạn không có thể ngờ được rằng những chuyện chúng ta đang bàn, các bạn tưởng là đang nói chuyện đùa, không đùa đâu ạ. Các bạn biết Giuse đã phải nhận định nghiêm túc ạ. Và tất cả những gì các bạn ở đây anh chị em đang nghĩ, Giuse đã nghĩ. Đấy, giờ ra vậy, giờ bà xã mình tương lai và hôn thê giờ ra vậy. Thế giờ có những giải pháp nào? Giải pháp 1 là om sòm lên, tố cáo, đây là khác. Rồi thế thì dĩ nhiên tố cáo là đương nhiên là ly dị thôi, rồi kệ cho bà bị cái gì cũng được. Thứ hai, đấy là thôi, lấy cho rồi. Không lấy được, không lấy được. Bởi vì một người như thế, trước mặt như thế là một người mà có vẻ, trước mặt thì thấy là như vậy là không có chung thủy. Không có chung thủy, và tôi không thể lấy một người như thế được. Bây giờ còn giải pháp giữa mà Giuse đã chọn. Anh chị em biết rồi, đó là gì ạ? Ly dị một cách gì? Kín đáo, kêu một số người tới, rồi nói thôi bây giờ, lúc trước tôi có đang cái gì đó, hứa hôn, đính hôn với người này, thì coi như là thành vợ chồng, giờ tôi viết giấy ly dị. Thế thôi, tôi viết giấy ly dị, nghĩa là cô này không còn là vợ của tôi nữa, và cô này được phép đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Và anh chị em biết, đối với Thánh Giuse, giải pháp ấy là tốt nhất. Tốt nhất. Lấy cũng không được, mà la ôm sùm lên là không được. Đây là giải pháp tốt nhất. Và lúc mà anh chị em biết, thành ra cái sự công chính, lúc nãy Thánh Giuse là người công chính. Công chính ở đây hiểu theo nghĩa rất dễ thương. Công chính đối với người Do Thái, hỏi thế nào là một người công chính? Trả lời, thưa, người công chính là người giữ luật nghiêm túc. Thế thôi.
dư luận nghiêm túc. Mà nếu dư luận nghiêm túc là nguyên tắc phải 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 la lên đấy, phải la lên đó, chứ không có thể không. Thánh Giuse là một người công chính, nhưng có cái tình thương ở trong đó, và có cả cái sự thương xót ở trong đó, và vì thế nên Ngài đã chọn điều tốt nhất đấy. Vậy anh chị em thấy, tôi không biết là chúng ta đã đi hết câu này chưa, bởi vì câu này là hay. Vì anh chị em thì tưởng đấy đấy, thế nè Thánh Thần đấy nhé, Giuse phản ứng như thế nào, bạn nghĩ gì về quyết định của Giuse đấy? Đấy, bạn thấy không, không thể lấy mà không thể, và không thể la đấy. Và Giuse có phải là người công chính không? Có đấy, người công chính đấy. Đấy, là người công chính, mà công chính một cách dễ thương, một người công chính có lòng thương xót, chứ không phải là người công chính là cứ thẳng đơ lên, là cứ làm gì thì phải làm. Đấy, muốn ly dị Maria, Giuse cần phải làm gì? Đấy, chúng ta trả lời được hết tất cả câu hỏi rồi. Và anh chị em biết câu số 4 đẹp lắm ấy. Anh chị em biết câu cũng đẹp lắm ấy. Câu số 4 cho anh chị em đi vào lòng của Giuse đấy. Và anh chị em mới biết rằng lập gia đình đâu có đơn giản ấy. Và anh chị em sẽ không bao giờ ngờ rằng, như chúng ta sẽ nhìn thấy sau ấy, đấy, không có ai ngờ được rằng là khi Giuse định làm, định lấy Đức Maria mà nó có thể xảy ra chuyện như thế, có thể xảy ra một chuyện gây sự tan vỡ. Mà thực sự thì khi Giuse nói thôi thì mình viết đơn ly dị coi như tan vỡ rồi, tan vỡ rồi. Tôi không lấy bà này được, tôi không thể lấy cái chị này được. À, tôi không biết rõ làm sao, nhưng mà tôi thấy cái việc mà chị có thai có bầu như thế này mà không phải là tôi thì như thế tôi không hiểu được, mà anh chị đấy thì tôi không thể chấp nhận được, vậy thôi. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy câu sau nhé. Trong chương 1 và chương 2 của Phúc Âm, thiên sứ của Đức Chúa báo mộng cho ông Giuse mấy lần. Cái này dễ quá. Mấy lần, cái này ai cũng trả lời được. Và đấy, thế thôi. Đấy, thế vâng, thế vâng, những người chưa được bao giờ nói thì mới nói ông chưa bao giờ nói. Vâng. Mấy lần ạ? Vâng. Xin đọc những câu. Đọc những câu chương mấy, câu mấy lên cho nó nhanh. Vâng. Matthew chương 1 câu 20, ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần hết đến báo mộng cho ông rằng: Này Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa thánh thần. Vâng. Matthew chương 2 câu 13. 2:13. Dạ, khi các nhà chiêm tinh đã đi về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi về bà mẹ người, trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Matthew chương 2 câu 19-20. Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Vậy là ba lần thì sao? Ba lần phải không ạ? Ba lần ạ. Ba lần. Vâng. Vâng, đấy thì bà không đang hỏi về trong chương này thôi. Vâng, trong à, đây đây. Vâng, chương 1 và chương 2 ở đây còn có thêm. Phải tập. Anh chị em ở đây còn nhiều người phải tập rất kỹ, bởi vì khi trả lời thì không bao giờ chịu đọc rõ câu hỏi. Anh chị em hiểu không? Thế nên câu trả lời vừa rồi là chính xác đấy chứ. Câu hỏi của tôi là gì? Câu hỏi là gì? Thiên sứ của Thiên Chúa báo mộng cho ai? Cho Giuse mấy lần? Có đúng không ạ? Đấy, đúng, đúng không? Đấy, mấy lần đủ chưa? Đấy, còn thiếu lần nào nữa? Vâng. À, đúng rồi, tức là bây giờ cụ thể là có, và anh chị em ở đây, như anh chị em lỡ rồi tôi phải nói luôn là chúng ta có một số người học rất hăng ạ. Học rất hăng như thế là tốt đấy, nhưng mà cũng hăng vừa thôi ạ. Anh hiểu không? Chứ hăng quá là bị kích thích nhiều quá. Và thứ hai đó là học như thế này là phải lắng nghe đấy. Còn nếu mà mình hơi không khiêm tốn á là mình không học được đâu.
mình phải rất khiêm tốn để mình nghe cả nghe cái ý của bà Oanh này chẳng hạn. Thế bà ấy nói cũng có phần đúng ấy nhỉ. Chứ nếu mà mình chỉ ôm lấy cái ý của mình thôi đó, là anh chị em không có lấy được những ý kiến hay của người khác ạ. Rồi thứ hai anh chị em cũng phải tập ý mình. Thứ hai nữa là anh chị em ở đấy khi mà trình bày như thế cũng cần có sự khiêm tốn đó. Đấy. Và làm sao để cái việc học này đó nó không thành một sự thi đua để lấy cờ thi đua. Ở đây chúng tôi không có cờ thi đua nào, anh chị em hiểu không? Mà rất là dễ thương ạ. Và mỗi người, anh bảo tôi có ý thế này, con bảo không, tôi có ý thế này, thế bình thường thôi ạ. Đấy, thành ra nó có cái sự dễ thương và anh chị em biết điều đó là rất cần, rất cần. Vâng, rồi nhé. Thế thì lúc nãy thì có nói người nói 3 lần, người nói 4 lần thì dĩ nhiên anh chị em thấy chương 2 là mấy lần vậy ta? Chương 2 ở đây tôi nhìn thấy, vâng, chương 2 thì phải nhận 2 lần đúng không nào? Đấy, chương 2 là 2 lần hay 3 lần ạ? 3 lần, bởi vì nhưng mà 3 lần là một lần cho ai vậy? Một lần Chúa báo mộng cho ai vậy? Cho nhà gì? Nhà chiêm tinh có đúng không? Có đúng không ạ? Như vậy là trong chương 2 là một lần nữa. Nhưng mà câu hỏi của tôi là thế này, nghe kỹ đi, là câu hỏi của tôi là thiên sứ của Đức Chúa báo mộng cho Giuse mấy lần? Mấy lần? Rồi bây giờ chị nói rồi, 4 lần rồi. Có 3, 4 mà cũng. Matthew chương 1 câu 20. Khi đang ở Nazareth, không cần đọc nữa. Con nói ngắn mọi do dễ lắm thôi à. Rồi. Ông định bỏ Đức Maria kín đáo thì có sứ thần của Đức Chúa đến báo mộng. Rồi, đồng ý rồi. Matthew chương 2 câu 13 ở Bethlehem, thiên sứ đến với ông Giuse báo mộng rằng hãy trỗi dậy, đem hài nhi trốn sang Ai Cập. Báo mộng cho ai ạ? À? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Matthew chương 2 câu 20. Ở Ai Cập, thiên sứ hiện ra báo mộng cho ông Giuse hãy trỗi dậy đem hài nhi về Israel. Matthew chương 2 câu 23. Ở Jude, khi biết Aklos kế vị vua cha Hero thì ông sợ, thế là theo như lời thiên sứ của Đức Chúa báo mộng, ông lánh sang vùng Galilee và đến đó sinh sống tại Nazareth. Vâng, như vậy là 4 lần. Ứng nghiệm với lời các ngôn sứ phán Đức Giêsu sẽ được gọi là người Nazareth. Vâng, như vậy là mấy lần anh chị em? 4 lần. 4 lần. Vâng, rồi thôi đồng ý là 4 lần nha. Rồi. Ở đây. Báo mộng rồi, bây giờ đọc thêm 212. 212 thì có cái gì đặc biệt vậy ta? Vâng. Vâng, không sao. Không, 212 không phải. Nhưng mà còn một lần nữa là có một người được báo mộng. Là không phải 22 đâu, 22 nằm trong cái chương này rồi. Đó là trong 27:19, có ai đọc cho tôi 27:19 không? Là bà vợ của ông Phi-la-tô đó. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với đến ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." Vâng, nhưng mà đây cũng là một cái dẫn chiêm bao thôi. Nhưng mà câu hỏi chính của tôi là nói thế này. Như vậy anh chị em thấy Thiên Chúa nói với con người thì nói với con người qua cái gì vậy? Qua cái gì vậy? Theo những cái điều mà mình mới đọc vừa qua giấc về mộng. Thánh Giuse qua là giấc qua mộng. Qua giấc mộng. Nhưng mà trong giấc mộng ấy thì lại ai có thêm một người nữa? Là ai vậy? Là thiên sứ. Đấy, như vậy là anh chị em thấy là Thiên Chúa lại cũng không phải là Thiên Chúa, có vẻ như không phải là Thiên Chúa nói trực tiếp ấy nhỉ, có đúng không? Đấy, và Thiên Chúa lại nói thiên sứ của Thiên Chúa đến báo mộng. Đấy, mà có phải lúc nào cũng nói chữ thiên sứ không? Đấy, lần thứ 13 là cũng có nói đến thiên sứ báo mộng. Rồi đi đem đi Ai Cập rồi. Rồi khi trở về, thiên sứ Thiên Chúa hiện ra, thường thường vẫn là báo mộng là qua thiên sứ nữa. Vậy anh chị em, câu hỏi của tôi thì rất là đơn sơ. Đó là anh chị em thấy rằng bạn có thích Thiên Chúa nói thánh ý của Ngài qua việc một thiên sứ báo mộng không? Ngày hôm nay anh chị em ở đây có ai đi tìm ý Chúa bằng cách là nói với người khác là thưa cha mới nằm mộng rồi đó, mới nằm mộng tối hôm qua và con đã thấy được ý Chúa rồi? Có ai ở đây thích như thế hay là đã quen được nằm mộng mà thấy ý Chúa không?
Thế thì thưa các bạn, anh chị em, đó là như thế, là hóa ra là cái hình thức báo mộng là có vẻ như bây giờ là ít rồi nhỉ. Và hiếm khi có người trong chúng ta lại coi, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng có thấy điều đấy, có hai người hay kể cho tôi nghe về mộng này mộng khác, mà thường là tôi cũng không có để ý lắm. Nhưng mà có những người thì cũng còn tin vào giấc mộng. Nhưng đừng quên rằng thời xưa cách đây 2000 năm, cái việc Thiên Chúa nói với con người mà Ngài dùng cái phương tiện giấc mộng mà hôm nay chúng ta không thú vị lắm á, thì ngày xưa vẫn có. Đấy, thành ra anh chị em hiểu. Và có nhiều chuyện, anh chị em đọc Cựu Ước sẽ có nhiều chuyện về những giấc mộng lắm. Như ông chuyện ông Giuse ở trong Cựu Ước chẳng hạn là toàn là giấc mộng không ạ. Và cái việc mà Chúa nói qua giấc mộng, mà anh chị em cũng đừng quên là người Do Thái coi cũng giấc mộng là Chúa tỏ hiện ý, có khi còn qua bốc thăm nữa đấy. Anh chị em bốc những cái thẻ đó chẳng hạn, và qua đó để mà biết là Thiên Chúa ưng hay là không ưng, chỉ có vậy thôi. Như giống như mình đi xin xăm ấy, nhưng mà gọi là như thế đấy. Thành ra là có, và cụ thể là việc tuyển chọn cái vị tông đồ mà kế vị cho Giuđa đó, là thấy hai ông ngang phiếu cũng phải đi bốc thăm để cuối cùng để tìm ý Chúa. Bây giờ thì người ta có vẻ thích suy nghĩ để tìm ý Chúa, nhận định dùng những phương pháp này phương pháp khác rồi cầu nguyện để tìm ý Chúa hơn là đi ngủ để xem Chúa có nói gì không ạ. Vâng. Đấy. Rồi vâng, tiếp tục câu chương xa câu 6, phải nhanh hơn anh chị em, trễ giờ rồi. Vâng. Đấy, thế thì ở đây anh chị em mới thấy 1:20-21 là gắn liền với câu ông Giuse định bỏ bà Maria một cách định ly dị ấy mà, định ly dị một cách kín đáo. Thế thì ở đây thiên sứ đã trong giấc mộng mời ông Giuse làm những việc gì? Đấy, như vậy là cái này. Vâng, mời chị Mai Hương nữa, mời ông là Giuse làm những việc gì? Và những việc đó có quan trọng không? Đấy. Dạ, thưa cha, qua Matthew đoạn 1 câu 20-21 thì thiên sứ mời gọi Giuse làm hai việc. Hay lắm. Thứ nhất là đừng ngại đón bà Maria vợ ông về. Và được. Thứ hai là ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Vâng, những việc đó có quan trọng không ạ? Dạ, thưa cha, rất là quan trọng. Vì để cho Chúa Giêsu có một cái thế giá rõ ràng. Vâng, rất là quan trọng. Tôi thích cái câu hỏi là có quan trọng không ạ? Đấy, và nếu ông Giuse mà không làm như thế thì cái gì xảy ra đấy? Đấy, anh chị em thấy không? Cái này là rõ quá rồi. Ai cũng thấy, nếu mà như vậy, đây trở lại này, thiên sứ mời ông Giuse làm hai việc. Việc thứ nhất là việc gì ạ? Đấy, nhưng mà anh chị em phải nói bằng ngôn ngữ bây giờ, đó là gì ạ? Cưới Maria và đưa Maria về nhà chồng, tức là cưới, bởi vì vẫn chưa cưới. Đấy, thì giờ là cưới. Đấy, mà cưới Maria là điều mà ông Giuse đầu tiên có muốn không? Không, ông muốn là ly dị. Muốn ly dị một cách kín đáo. Vậy thứ nhất là cưới Maria. Và anh chị em biết, cưới Maria như thế là giải quyết một chuyện rất lớn đó. Đấy, vì nếu không Maria có thể bị thế này thế khác. Nhưng mà điều thứ hai, nếu mà cưới Maria thì kèm theo sau đó một cái hệ quả, đó là gì? Đó là phải chấp nhận cái gì? Chấp nhận thai nhi đó là của mình. Chứ giờ không lẽ đi nói mọi người khác là tôi lấy chị này nhưng mà thai nhi này không phải của tôi, không nói được ạ. Đấy, và chấp nhận thai nhi đấy là của mình. Anh chị em thấy, và đây là điều rất kinh, rất là lớn á. Và đây là công rất lớn của Giuse. Để tôi nói anh chị em biết, cái công này lớn á. Và đây chúng ta luôn luôn nói đến tiếng xin vâng của Đức Mẹ, nhưng đây là tiếng xin vâng của Giuse. Và tiếng xin vâng này quá quan trọng. Lúc nãy chị Mai Hương chỉ nói một tí xíu thôi, chị bảo rằng nếu mà Giuse không gật đầu thì con Thiên Chúa thành con hoang. Dạ dĩ nhiên, không có cách khác. Một em đẻ ra không có bố, không có ai là bố cả. Đấy, phải chịu vậy. Đấy thôi.
Và thành ra có thể đấy anh chị em thấy thành ra, và ở đây hỏi thì liền anh chị em thấy, và thiên thần mời, sứ thần mời ông Giuse nhận Đức Giêsu và mời làm gì ạ? Ở đây có đề mời gì? Mời làm cái gì vậy anh chị em? Đặt tên cho con trẻ, có đề nói tên gì không? Có đặt tên. Anh chị em có biết là người Do Thái đặt tên cho con là quyền của ông bố không? Đấy, quyền của ông bố. Và chính vì thế nên khi thiên sứ thần mời anh đặt tên nhé, đặt tên tức là anh hãy nhận rằng anh là bố của đứa trẻ, thế thôi. Thành ra anh chị em thấy Giuse đã được sứ thần mời hai điều quan trọng: thứ nhất lấy Maria làm vợ, thứ hai nhận Đức Giêsu làm con. Hai điều. Và anh chị em tưởng tượng, tôi thì mê Thánh Giuse đấy, tôi quý Thánh Giuse chỉ vì có chuyện này thôi, chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu. Trong Kinh Thánh ấy, bạn thấy không còn nhiều chuyện nữa, không còn nhiều chuyện, mà hai chuyện này là rất cốt lõi. Và nếu Thánh Giuse mà lại nói với sứ thần, dạ em không làm được, cái này nó quá sức, tôi không có thể chịu được, đây không phải là vợ tôi thưa ngài, đây không phải là con tôi không có thể làm những cái chuyện như thế được. Và Giuse để làm điều này thì ngài đã tin cái gì ạ? Anh chị em có thấy, anh chị em đọc văn này tin gì ạ? Thiên thần khi nói mời ông làm như thế thì thiên thần bảo là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ồ trời. Vì cái gì? Mà thiên thần bảo anh nhận đi, vì thế này nên nhận. Đấy. Vì sao? Ủa chị rõ như thế chứ, vì to như thế mà không thấy. Vì cái gì? Vì người con bà cu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thôi vậy thôi. Và như thế để mà Giuse có thể chấp nhận Maria là vợ, chấp nhận Đức Giêsu là con, thì Giuse phải tin ấy. Phải tin lời của ai nhỉ? Lời của ai? Thiên sứ. Mà thiên sứ nói lúc nào nhỉ? Trong mộng ạ. Và thiên sứ nói rằng ông ơi nhận đi, bởi vì ông có vẻ bị khó hiểu về thai nhi, nhưng thai nhi này không phải là do ngoại tình đâu, không phải là do ông này ông kia đâu, thai nhi đấy là do Thánh Thần, do Thánh Thần đấy. Thành ra ông có thể yên tâm. Và Giuse, anh chị em có biết, chỉ cần đấy. Và Giuse cuối cùng thì có nhận lời không anh chị em nhỉ? Có nhận lời. Câu bao nhiêu thì cho chứ nhận lời nhỉ? Câu 1, 24 hay 25? Con thưa cha là câu 24. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Vâng, tức là làm như vậy. Lúc nãy là chuyện trong giấc ngủ, bây giờ khi ông tỉnh thức thì ông chấp nhận cái lời của sứ thần, và đấy là tiếng xin vâng của Thánh Giuse. Và Giuse như thế mãi mãi suốt đời sẽ biết điều này: người vợ mà mình đang lấy, người vợ mà mình đang ở chung ấy, người vợ ấy là quá đặc biệt, quá đỗi đặc biệt. Người vợ ấy đang mang một thai nhi, mà thai nhi ấy không phải do ngoại tình như mình nghĩ, mà đây là do Thánh Thần. Không biết Giuse có biết Thánh Thần là đấng nào không, nhưng mà ông biết đây là đặc biệt lắm. Đây, cái thai nhi ở đây là đặc biệt, đây không phải là người thường. Và nếu Maria là người mang thai một đấng rất khác thường, rất là đặc biệt, thì Maria cũng đặc biệt. Maria, người mà ông thương, mà ông định lấy làm vợ đó, thì đấy là đặc biệt. Mà anh chị em có biết không, là chính vì Giuse biết rằng Maria rất đặc biệt và thai nhi cũng rất đặc biệt, chỉ như thế thì Giuse mới có thể làm bạn của Maria suốt đời. Anh chị em có hiểu không? Chỉ như thế, chỉ khi người ta đứng gần Linh Thánh, chỉ khi người ta biết rằng, chỉ khi Giuse biết rằng Maria không thuộc về mình nữa. Maria được Chúa xí trước rồi. Mình là người đến sau. Và con đây cũng không phải con của mình. Và nhưng mà Thiên Chúa cần mình. Thiên Chúa rất cần mình để làm cái công việc của Chúa. Và mà như thế Giuse đã lùi bước để cho Chúa làm việc. Vâng thôi. Và như thế, thưa anh chị em, nếu anh chị em hỏi rằng tại sao mà chúng ta lại có thể tin được rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh, thì chúng ta phải hỏi Thánh Giuse. Chúng ta phải hỏi Thánh Giuse, và Thánh Giuse sẽ trả lời cho chúng ta biết rằng đối với tôi, Maria là bạn của tôi. Đúng là chúng tôi định lấy nhau làm vợ chồng, nhưng bây giờ tôi biết rằng Maria có một sứ mạng.
Maria thuộc về Thiên Chúa, và vì thế nên tôi cũng nhường Maria để làm việc của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, nhắc được rồi. Đấy, thế thì ở đây như vậy chúng ta phải đi nhanh, bởi vì như vậy chắc không được hỏi nữa vì quá giờ rồi. Đấy. Thành ra anh chị em nhớ là khi nào anh chị em đi thăm hang đá đó, anh chị em đừng quên là, à đây là một tư tưởng dễ thương của tôi mà tôi hay nói, mình lỡ nói luôn. Khi anh chị em đi thăm máng cỏ, đừng quên đến ba tiếng xin vâng. Tiếng xin vâng thứ nhất của Đức Maria. À, nhưng mà chị nói cũng đúng. Có thể nói tiếng xin vâng thứ nhất của Đức Giê-xu. Cha nói với Đức Giê-xu rằng, con ạ, con cứu độ nhân loại nhé. Cha muốn con ấy. Đức Giê-xu nói, dạ, xin vâng. Sau đó Thiên Chúa, có thể nói tạm gọi là sau đó, Thiên Chúa muốn Đức Maria làm mẹ của con mình. Và Đức Maria nói, xin vâng. Và tiếng xin vâng của Giuse. Giuse ơi, này, đấy, thôi, đón Đức Mẹ về làm vợ. Đón và lo nuôi dùm chúng tôi, con của chúng tôi. Xin lo cẩn thận cho đứa con của mình. Và Giuse nói, xin vâng. Đấy, thành ra ở nơi xin vâng mà cách lấy vợ, lấy đem về đấy. Và đặt tên ấy, ủa? Đấy, thành ra và như thế là xin vâng ấy. Mà không có xin vâng này là kẹt kẹt lắm á, là Đức Thiên Chúa Bồ Tát Tổ cũng chịu thua. Đấy, thành ra anh chị em thấy đến thợ đến đến cái chỗ hang đá, anh chị em đều thấy những cái xin vâng, mà nhớ kỹ là chỉ cần thiếu một tiếng xin vâng là vỡ hết. Đức Maria lắc đầu là vỡ, Giuse lắc đầu cũng vỡ, mà nhất là Đức Giêsu mà lắc đầu là coi như là thua. Vâng, đấy. Thành ra câu số 7 tôi phải trả lời cho anh chị em. Đó là cho biết Đức Giê-xu trong 10, 20 đến 23. Cho biết Đức Giê-xu là ai. Đấy, 1, 10 đến 23, 20 đến 23. Vâng. Đấy, thì anh chị em nghe tôi đọc, anh chị em biết Đức Giê-xu là ai nhé. 1, 20 nè. Trễ giờ rồi, vâng. Này nha, đây. Ông đang toan tính như vậy. Có thiên sứ của Chúa hiện đến báo mộng cho ông. Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về. Nhớ là nắm hỏi là thành vợ rồi, thành ra mới biết là vợ. Vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Thánh Thần. Vậy, Đức Giêsu là ai? Người được cưu mang do Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai. Đức Giêsu là ai? Là con trai, dĩ nhiên. Và đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Giêsu được tên, đặt tên là Giêsu. Vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Anh chị em thấy không? Cái nhìn ở đây, vẫn Đức Giêsu là đấng cứu dân Do Thái khỏi tội lỗi của họ. Đấy, đấy là dân của họ. Đấy, Thiên Chúa là dân của người khỏi tội lỗi của họ. Vậy Đức Giêsu chính là đấng cứu độ. Cứu khỏi cái gì? Có phải là cứu khỏi Roma không? Cứu khỏi tội lỗi và vẫn là cứu dân. Tất cả sự việc này sẽ ứng nghiệm lời Chúa phán. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai. Như vậy là Đức Maria là một trinh nữ và ở đây được thụ thai, sinh hạ một con trai. Và Đức Giêsu là ai? Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì câu kết của Thánh Matthew vẫn là Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vâng, thành ra ở đây tôi đã lúc nãy đã nói rồi nên không nói nữa. Đức Giêsu có phải đấng Mêsia giống như dân Do Thái thường mong đợi không? Vượt quá cái điều họ mong đợi, quá, hoàn toàn quá. Đấy, thành ra phải cứu tội khỏi tội lỗi, mà không phải chỉ cứu dân, cứu mọi người. Đấy, rồi lại là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vì Ngài đúng là con Thiên Chúa, chứ người Do Thái đâu có dám mơ ước được cái mức như vậy. Rồi thôi, câu số 8, đọc Matthew 1, 22 đến 23. Này đây, một đấy, tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là lời của ngôn sứ Isaiah, chương 7, câu 14. Isaiah là ai? Isaiah này là Isaiah đệ nhất. Và ông sống khoảng năm 700 trước Đức Giêsu. Đấy, khoảng năm 700 trước công nguyên. Và ông đã viết cái câu này. Và khi ông viết câu này thì ông đã viết như thế. Và trong cái cuộc nói chuyện với ông vua A-khát thì ông nói như vậy. Bởi vì đang một cuộc chiến tranh mà ông vua A-khát rất là sợ bị thua, thì ông Isaiah đã nói đến việc là đừng có lo, anh đừng có lo, bởi vì đây tôi cho anh một cái dấu hiệu nè. Dấu hiệu là trinh nữ thụ thai. Chúng ta không rõ trinh nữ nào,
chúng ta không rõ người nào ở đây thụ thai, rồi chúng ta không rõ là có ai đặt tên con là tên con trẻ là Emmanuel không. Nhưng mà Isaiah đã viết câu này, và ông viết như thế, và ông không có ngờ được rằng 700 năm sau câu này có thể có ý nghĩa ứng nghiệm. Và Thánh Matthew khi đọc Isaiah bằng tiếng Hy Lạp thì đã thấy rằng Chúa ơi, câu này rất ứng nghiệm cho Đức Giê-xu. Và Thánh Matthew vui lắm, nên Thánh Matthew đã đưa câu này vào trong phúc âm của mình. Và nói đấy, nói câu gì? Nói rằng ngày xưa cách đây 700 năm ông Isaiah đã nói, bây giờ tôi báo cho các anh em người Do Thái tôi biết rằng là lời ngôn sứ Isaiah đã được ứng nghiệm. Đấy, thành ra ứng nghiệm. Vâng, như vậy anh chị em thấy là ứng nghiệm với Đức Giê-xu về nhiều điểm. Trinh nữ này, Đức Giê-xu được sinh ra bởi một trinh nữ, thụ thai này, và nhất là Emmanuel. Vâng, ở đây không có đấy là David, nhưng mà ở đây nói đến Emmanuel, và điều đó rất hợp với Đức Giê-xu. Số 9 các bạn. Nhưng mà câu 9 này thì lẽ ra là có giờ, thì anh chị em nói bây giờ thì hết giờ rồi. Là sau khi đọc bài phúc âm này, bạn học được gì từ con người của Thánh Giuse? Thì học được cái gì? Đấy. Và anh chị em thấy Thánh Giuse là người suy nghĩ. Anh chị em thấy đấy, đứng trước một cái chuyện khó khăn như thế, mà đời sống gia đình vẫn có những cuộc khó khăn như thế, và Ngài phải suy nghĩ. Chúng ta đã ngừng rất lâu rồi để mà tìm được cái điều tốt nhất. Và nhất là Thánh Giuse là người có thể nói tiếng xin vâng. Đấy, tiếng xin vâng. Và anh chị em ơi, ở đây có trong nhà nguyện này có ai nể Thánh Giuse không? Tôi rất nể, rất nể Thánh Giuse. Bởi vì sao? Anh chị em hỏi tại sao mà lại nể như thế, thì tôi trả lời vì Thánh Giuse rất thương Đức Mẹ, rất thương Đức Mẹ, và đó là hôn thê của mình. Và nhất là Thánh Giuse khi lấy Đức Mẹ về nhà, thì nếu mà coi Đức Mẹ như vợ thì đâu có ai cấm được, phải không? Đâu có ai cấm được, bởi mọi người thì đâu, đây là một gia đình. Nếu mà Thánh Giuse đã coi Đức Maria như một người bạn suốt đời, như một người mà mình quý mến, thì như thế anh chị em mới thấy đức tin của Thánh Giuse là quá lớn ạ. Quá lớn. Và chỉ vì Chúa mà Ngài vượt lên trên tất cả những thèm muốn mà có lẽ là bình thường. Đấy, và vì thế nên đó là lý do tại sao rất nhiều nhà dòng, rất nhiều chủng viện, bao nhiêu nơi đi đâu cũng gọi Thánh Giuse là bổn mạng. Thánh Giuse là tuyệt vời, đối với tôi là đặc biệt. Vì Ngài khi Ngài biết được Chúa và thì Ngài cũng sẵn sàng lùi bước. Đấy, và Ngài chấp nhận vâng phục ý Chúa thế này thế khác. Đấy, anh chị em thấy thành ra cái con người Thánh Giuse mà cũng là ít nói, ít nói. Và cứ đang đêm như thế, cứ báo mộng như thế, thế rồi thức dậy thì vâng lời. Đấy, mặc dù để chấp nhận, à tôi phải nói câu cuối thì nó mới ra để anh chị em thấy Thánh Giuse đáng nể ở chỗ Ngài có vẻ là chồng nhưng thật sự không phải là chồng. Có vẻ là cha làm phận sự của người cha mà không phải thật là người cha. Và điều đó là rất khó. Ngài phải làm bổn phận tất cả mọi thứ, gánh vác gia đình như một người chồng mà không phải là chồng thật. Ngài phải chấp nhận tất cả mọi việc cho loi Đức Giê-xu như một người cha, không phải cha thật. Và như thế là rất khó, anh chị em hiểu. Và Ngài chấp nhận như thế. Và cả đời Ngài sống, người ta cứ hay nói Ngài chết yểu, Ngài chết sớm. Tôi cứ thích Ngài chết chậm hơn. Người ta cứ thích hình dung Ngài như một ông già. Các bạn có hiểu không? Mà không chắc là Ngài là ông già. Nếu mà Maria đã lấy chồng vào năm 14 tuổi chẳng hạn, phải không? Đấy, thì lấy ông già. Đấy, thế mà người Do Thái, thanh niên Do Thái lấy vợ lấy chồng năm 18 tuổi. Và như thế anh chị em có thể hình dung Giuse như một người rất trẻ trung, và hai người cũng quen biết nhau và thương nhau. Và vì thế nên vượt lên trên cái tình thương như thế không phải là đơn giản. Vâng, câu kết thì anh chị em thấy, để anh chị em suy nghĩ đời sống hôn nhân giữa Maria và Thánh Giuse gặp khó khăn ngay từ đầu, chưa về đã khó. Đúng không? Đấy, tại sao có khó khăn như thế? Khó khăn như thế là nên có nên đổ tội cho Chúa không ta? Chứ nếu mà không có Chúa thì đâu có khó khăn nhỉ? Đấy, nay thành ra cũng có nhiều khi là chính kế hoạch của Chúa làm cho nó trở nên khó khăn. Đấy,
làm sao vượt qua được những cái thách đố của đời sống hôn nhân mà anh chị em ở đây có nhiều người cũng lập gia đình, có nhiều người thì chưa, nhưng mà có nhiều lập đình là thì anh chị em cũng có thể học được nơi Thánh Giuse cái cách thức. Vâng, cảm ơn. 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 Dành ít phút để suy nghiệm về bài phúc âm vừa qua. Tin mừng Luca thì nói đến việc truyền tin cho Đức Mẹ. Sứ thần đến truyền tin, không thấy nói giấc mộng. Còn tin mừng Matthew thì nói đến việc truyền tin cho Giuse, mà trong giấc mộng cũng nói đến sứ thần. Cả hai bên đều nói đến sứ thần, ở nơi Matthew không nói tên của sứ thần. Sứ thần đến để trao một sứ điệp cho Giuse ở trong giấc mộng, và thật ra là để giải tỏa cái bối rối của ông khi báo cho ông cái tin này, đó là thai nhi nơi người vợ chưa cùng ông chung sống là do quyền năng Thánh Thần. Sứ thần mời ông cứ đón nhận Maria làm vợ đi, và cứ chấp nhận thai nhi như con ruột của mình. Giuse đã nói tiếng xin vâng. Ông đón lấy những mầu nhiệm mà ông không hiểu hết. Maria là một mầu nhiệm. Đúng rồi, làm sao mà có một phụ nữ lại có thể sinh con như vậy? Người con sắp sinh ra trong bụng mẹ bởi Thánh Thần cũng là mầu nhiệm. Và Giuse đã để cho các mầu nhiệm này vây bọc mình. Cả cuộc đời của Giuse là ở rất gần các mầu nhiệm, nên ông cứ chiêm ngắm các mầu nhiệm này, nơi Maria, nơi Giê-xu. Những mầu nhiệm này đang diễn ra một cách bình thường sát bên ông. Và có ngày Giuse thấy rằng, ồ, đời mình cũng là một mầu nhiệm. Lạ quá. Giuse đã xin vâng và chấp nhận ý định của Thiên Chúa, dù nó phá vỡ cái ước mơ mà ông ấp ủ từ lâu. Khi chấp nhận đón Maria về làm vợ và đặt tên cho con, thì chúng ta đừng quên Giuse đã muốn làm chồng cô Maria, người mà ông yêu mến. Nhưng rồi bây giờ ông lại thấy rằng Thiên Chúa muốn ông chỉ làm bạn của cô thôi. Ông muốn là cha của một đàn con đông đúc, nhưng bây giờ ông chỉ là cha nuôi của Đức Giê-xu thôi. Bề ngoài thì Giuse vẫn gánh trách nhiệm làm chồng làm cha, nhưng căn tính sâu xa của ông ít ai biết. Ông sống một mình mầu nhiệm đời của ông trước mặt Thiên Chúa. Giuse đã mau mắn nói tiếng xin vâng. Tội nghiệp cho Giuse, ông luôn bị đánh thức vào lúc đang ngủ, lúc cần nghỉ. Sứ thần Chúa bảo ông trỗi dậy đi để làm một cái điều gì đó. Và vì thế ông cứ phải bỏ dở giấc ngủ và lên đường giữa đêm khuya. Từ Nazareth lên Bethlehem, từ Bethlehem đi Ai Cập, rồi từ Ai Cập
trở về. Giuse là người đứng mũi chịu sào về những kho báu Chúa giao cho ông. Maria, Giêsu vâng phục một cách đơn sơ, đó là thái độ của Giuse. Chúng ta có học được gì nơi Giuse không? Hôm nay có thể Chúa không nói với tôi qua giấc mơ. Không sai thiên thần nào đến với giấc mơ để nói với tôi cả. Nhưng hôm nay Chúa nói với tôi qua bao con đường khác, những con đường rất riêng tư mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Nếu mà tôi mau mắn nói tiếng xin vâng như Giuse, thì tôi sẽ góp phần vào việc cứu độ cả thế giới. Để con Thiên Chúa làm người thì cần Maria xin vâng, nhưng cũng cần tiếng xin vâng khiêm tốn của Giuse. Nhận Maria đang mang thai về nhà mình và đặt tên cho con hài nhi trong tư cách một người cha, những hành động đó đã cho Thánh Giuse một chỗ đứng rất đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Bởi lẽ chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu như Giuse cứ cương quyết đòi ly dị Maria. Nhờ Thánh Giuse, Đức Giêsu đã trở thành một người thuộc dòng dõi David, và như thế những lời hứa của Thiên Chúa ứng nghiệm. Cùng với Giuse xin được gọi tên con Thiên Chúa là Giêsu. Cùng với cả hoàn vũ này xin gọi tên Ngài là Emmanuel. Giêsu là Thiên Chúa ở với ta cho đến tận thế. Mời anh chị em đứng. Chúng ta đọc là lời nguyện dâng hiến của Thánh Nghi Nhã. Chúng ta cũng muốn bắt chước Thánh Giuse, đó là dâng hiến toàn bộ đời của mình. Chúng ta có thể phải chấp nhận vâng phục những điều rất éo le, anh chị em. Nếu Thiên Chúa cần thì chúng ta gật đầu thôi. Lời nguyện số 56. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Học đã xong, chúc anh chị em đi về bình an. Vâng. Chúa, cảm ơn cha.